Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tập 2 của PC Building Simulator. Và hiện bây giờ thì mình sẽ đến với một cái... Cái gì đấy? Mình còn một cái tên đơn hàng chưa build hả? Mày kêu làm gì? À, mình nhớ rồi. Thì hồi đó, trước đó thì mình có làm về hai cái build, gọi là build gọi là cơ bản nhất rồi. Còn bây giờ mình sẽ chỉ thêm hai cái nữa mà để gọi là kết thúc luôn cái bên này luôn cũng được nữa. Đó là build một cái máy tính để gọi là ép sung nè, như khách yêu cầu ép sung. Rồi, đó nó kêu là ép xung CPU lên 4 gì hết nó nãy dễ đi nhưng mà con GPU nó tới 2183 là nó rất là khó nha. Nên mình sẽ cố gắng mình làm luôn. Tiếp nó có hơi dài các bạn cũng thông cảm. Với lại tặng nước luôn, mình tính làm chung một tập này luôn á để cho nó kết thúc cái game này luôn. Mặc dù là cái game này đã nhận có được 1 bit like. Nhưng mà thôi kệ, mình không sao, mình thì mình đã quyết tâm mình làm rồi, mình sẽ làm đến cùng. Ok, một con nó muốn con GPU đạt được 2100 thì đầu tiên là không phải là các bạn build liền mà là các bạn kiếm trong kho của các bạn xem là có con card nào nó không vậy không đã. Nó chỉ giới hạn cho mình là 4 ngày mà chết mẹ rồi. Mình là nghỉ 2 ngày cuối tuần là mình mất 2 ngày rồi. Mình còn đúng một ngày hôm nay đi lên test nè, và ngày hôm sau phải giao cho nó. Khó đấy, chứ không phải giỡn đâu. Rồi mà bây giờ thì con này là đang sử dụng 1080 chắc không tới đâu. Nghĩ là mình nên kiếm 2080 Ti thôi. Tại 2080 nó đang mạnh nhất. Cái co của nó có 1000 mấy nè, nói chung là cũng hơi ít. Ép không biết tới không nữa, thì mình sẽ đi kiếm một con cạc nào đó mà nó mạnh nhất. Nó giá tiền rẻ nhất nhưng mà xung thì cao nhất. Xung con cao nhất đang là 2038 là con 5700XT. Chà, 5700XT vậy là mình phải build một bộ mà nó. Nhưng mà thằng này lại cần đồ co xe, sao co xe thì dễ. Ok, mình sẽ build một cái bộ máy mà dùng để vừa đồ Asus, vừa đồ co xe đi. Hơi trở lại ngày này thì chúng ta đã có đồ hết rồi, đồ có hết rồi. Build nào. Power supply thì đây. Mình tích gắn cái nguồn vô trước. Như cái âm thanh của mình là đây. Mình sẽ build nhanh phần này nhé. Rồi, mình đã xong. Giờ thử bật máy lên là mình cài đặt phần mềm để ép xung lên nào. Ý, đẹp không? Nguyên bộ Asus phối với Corsair, bao đẹp rồi. Chiếc mẹ mềm này chạy có 4600, mua RAM tới 4000. CPU thì hiển nhiên nó cũng đã hơn rồi, cho nên mình sẽ bỏ qua luôn. Mà thôi, mình sẽ chỉ cho bạn ép xung luôn, ép xung CPU luôn. Nhưng cứ nhầm quên bấm. Đây thì chỗ phần CPU này nè thì cái bằng xài đó, bạn ấn cái chữ gọi là voltage là cho nó thêm điện vào nè. Này nó bao nhiêu thì các bạn thôi, các bạn canh. Nó chỉnh lên xung nó cao hơn nè đó. Chỉnh này là đó, xung nó cao hơn. Thì nếu mà các bạn chỉnh cao quá đó thì nó kiểu là nó sẽ nhiệt nó cao nè, nó không chịu nổi cho cái nó sẽ kiểu như là xuống xung ở trong cái phần bên mắt á. Còn nếu mà nó nặng hơn nữa thì nó sẽ tự động nó ráp game luôn. Cái nó ráp nó không có chịu chạy luôn á, nó màn xanh á. Kiểu vậy. Thì mình sử dụng GPU tuner nè. Ép xung, tại vì này là mình ép xung kẹt là chủ yếu thôi. Mình đẩy cho nó lên tới 110% nha. Co thì nó đang cần là 2100 mấy. Chết mẹ rồi, con kẹt này lại đéo tới. Đây bạn thấy không, nó còn cần là chỗ cái này nè. Mình không có con kẹt nào để ép cho tới đó hết á. Hiện tại có con này đang là xung cao nhất của 1080 Ti, i1080. Mình sẽ thử luôn. Mình chết lại. Coi như mình vừa lỗ còn 1080 con 5700XT rồi đó. Cái này nó khó lắm chứ phải không khó đâu. Đây, 2100 là hết mức. Thì nó muốn tới 2183 lần. Rồi hắn phải đi chip kẹt tiếp này. Cũng 5700XT đâu tới. 1080 thì mình cũng khó rồi. Không biết nó tới không á. Ti mà còn tới luôn. Còn con táo không thường thì mình sẽ ép không tới. Thử con này coi. Đây, 2002. 2000 nó cần là 2183. Coi như là cận mát luôn rồi, gì nữa. Thử coi. Mình vừa ăn mình vừa làm nữa. Nên bạn không cảm. Chứ cơ. Không gì mà thuốc ngon bằng á, vừa xúc xích mà vừa có nước chanh uống giải nhiệt. Hy vọng là không có rách. Ồ, đừng rách nè, đừng rách nè. 87 độ rồi, 9 mấy độ rồi. 91 độ, 92 độ. Nó phải chạy được. Nó giờ bị tên là 91 độ nè. Coi như thằng này là đồ mới là coi như không được rồi đó. Chấp nhận phải làm như 4 sao luôn.
1.8 thông thường mà chỉ để ăn nhiều điện thôi, 525W được cũng được. 92 được không? Miễn nó không có rác được rồi. Thì còn ép xung tốt cả. Sorry nha, tắm có kẹt. Hay là mình đi mua con đi, tại vì ngày mai mới là ngày giao hàng mà. Nên mình sẽ bia thôi, mình mua cho nó luôn đi. 1.8 không tỷ exchange đúng không? 1.8 thông thường hả? Ti nữa chứ. Ra con AMB này nó chạy không tới luôn. Mình chưa thử con King Mac kia nữa. Hả? Coi như được điểm là được rồi. Nói chung là kẹt tốt là được rồi. Hả? Kẹt này tôi để cho thằng nó 2 đề. Giờ mình kiếm thêm đơn hàng. Đó, đây là tiền thuê nhà của các bạn nè, $500 nè. Replay mình không cần lắm. 3D Max cũng không cần, này cũng không cần. Nâng cấp cũng không cần lắm, thôi để đây đi. Rồi, mà không cần đâu. Shop xong cho ta mua cho ta, chưa. Rồi. Coi như hú hồn mình biết được. Like cho nó thôi, nó về nhà sao xài xài kệ bà đi. Coi như nãy mình test là xong rồi. Đùng đùng gì nữa chứ. Tự giờ xài. Rồi á. Các bạn thấy nó, đây là một những trường hợp mà nó cũng phổ biến lắm nè. Đó là nó vẫn khen mà mình đó, nó chia được dần yêu PC. Đó là nó vẫn rất là thích mình, nhưng mà tự nhiên lại cho bằng một sao. Đó là một những trường hợp những thằng ốc chó trong đây. Đây rồi, có một đúng một đơn hàng là nó tặng nước luôn. Không có tặng, không có mới gì mà. Sao tụi này thích tụi mới vậy. Cần điểm bao nhiêu không? Không luôn. Ok, giờ chúng ta sẽ đến với cái thằng đồ mùi mà nếu đi nó đi lắp tảng nước nào. Tao lắp tảng nước thì tao sẽ mua cho mày tảng nước. Mày cho tao $5,000 đúng không? Ok, giờ chúng ta sẽ... Thì Sakira này đẹp thì... Ít cái này. Cái mắt nhất hình như là nó có thêm quạt thì phải. Mở SI nè. Nó không cần cấu hình cho nên mình mà thôi cũng làm cho nó cái đồ mới đi. Mở SI này nè. Kẹt vô đây. Kẹt của MV hả? 2080T FTW3 là của... Gì vậy? Không phải là... G4 Alpha Kun. Rồi nhiều thứ á. Thôi tao ráp cái này đi. Alpha Kun. Mua này trước. Rồi. Rồi coi như là những phần mà nó... Thôi xong rồi đó. Nó phải nợ tiền luôn đó. Âm mẹ tiền. Rồi chúng ta tới cái vỏ cây này nó xong rồi nè, tới nè. Được á, lắp sẵn quạt cho tao luôn á, được á. Bởi vì nó mới mắc hơn cái kia. Con men này con men mới nè. Má nhìn nó dữ không? Ít là 70 đấy. Úi xà. 5 nè. Chết mẹ này có mua ổ cứng không ta? Hình như không rồi. Chết mẹ không có ổ cứng. À thì mình còn mấy cái ổ cứng dư. Nhiều luôn nè. Để lắp ở đây đi. Má hên nãy quên mua cái ổ cứng nữa. Đó, đừng có thiếu gì cho con đó. Power supply. Đừng có cái nguồn này chứ, trong khi nguồn này RGB. Nó úp mặt xuống vậy sao thấy RGB được. Lại già. Rồi giờ mình sẽ đi ống nhớt với thật. Cái này. Này. Mình sẽ lắp từ cái này. Nó qua cái này trước rồi đã. Rồi giờ mình bẻ ống nước. Quá trình này kỳ công, nó mất thời gian lắm. A few moments later. Đi qua đây luôn. Đó, thẳng thẳng gì? Đề mà thẳng vãi, chưa thẳng lắm. Này nó phải ra xíu nữa. Hả? Tưng tưng, xong rồi. À, cái này nên muốn lúc này bỏ đi. Mình sẽ in tồn thêm cái gọi là dòng nước nữa. Mà đợi nước nó bơm. Ui, mấy giây chưa xong. Nói nè. Thôi. À xong rồi. Yay. Đi. Tiền đen. Tiền đen. Xong rồi. Ờ quên, chưa có win. Gì? Ngọc chụp cái máy nó chả ra gì hết, chả ra cái tông màu nó chả ra gì hết. Đỏ, trắng, đen. Sao cái này không mất mẹ đen rồi? Cái này là
do lỗi mình hay lỗi với game á. Hồi nó cầm mấy ngày luôn sao chưa cây chưa hoàn thành. À đây thiếu cái này. Thiệt hại là 3.400 đô. Yo. 5 sao. Đúng rồi, 5 sao. Ok, coi như là chúng ta đã xong hết cái game này đó. Thì game này nó có những cái cơ bản vậy thôi ha. Thì nếu như mà bạn thích chơi, muốn trải nghiệm thử á, thì các bạn có thể tải cái game Rust. Thì mình sẽ để cái link ở phía dưới cho các bạn. Còn bạn nào mà muốn mua bản quyền để ủng hộ đó, thì game này nó trang trên Steam với giá là 188.000. Và nếu mà sale nó sẽ còn khoảng 150 hoặc là 130.000 á. Nói chung thì mình vẫn sẽ khuyến khích các bạn là chơi bản quyền hơn, bởi vì nó sẽ được update một cách gọi là nhanh nhất có thể đó. Và những cái gì lỗi hay bung cái gì đó thì nó sẽ được cập nhật chung vô những cái đó luôn. Nó sẽ cập nhật liên tục, và tại vì những cái lỗi trong đây đó là thường là những user, những cái gamer mà chơi cái trò này á, bọn họ thấy lỗi rồi bọn họ gửi lên cho Dell, rồi Dell bọn họ mới fix. Đó thì nếu như các bạn vui vẻ thì có thể ủng hộ cho tụi này, cho mấy người này. Một phần là game này nó cũng cho các bạn cách nó nhận biết những cái linh kiện á, để sau bạn ra build các bạn không có bỡ ngỡ đó. Ok, thì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.